Hôm nay ghé quán Hương của nghệ sĩ Hai Hoài Tâm ăn nha cả nhà. Kêu cái món gỏi tiếng vua ra ăn xem sao, đặc sản của nhà hàng nè. Ồ, ăn rất là ngon nha. Mà nước mắm cũng đậm đà nữa nha. Rồi bây giờ thêm cá kho tộ, canh chua, cá bông lau. Trời ơi, món nào cũng ngon hết đó. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay là gia đình mình đang ở khu người Việt ở Lido Sài Gòn nha cả nhà. Thì bây giờ là cũng là trưa rồi. Thì sẽ đi kiếm đồ ăn trưa. Gia đình mình sẽ đi lại quán Hương của nghệ sĩ Hai Hoài Tâm nha. Nghe nói ở đó bán rất là nhiều món ăn giống như Việt Nam mình vậy đó. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng đi ăn nha. Rồi bây giờ mình đi vô quán ăn nha cả nhà. Đang ngồi đợi cho người ta xếp chỗ cho mình ngồi. Cái menu ăn. Ăn thử cái gỏi. Ủa gỏi là mình không biết. Tôi không gọi được không cho đau. Ok. Bố nó liền xương rồi. Để đây, để ba đi đi. Rồi. Chưa nước mắm này. Ừ. Rồi order 4 món, 5 món ha. 5 món ha. Có cá kho tộ nè. Ở đây cơm trắng nhìn cũng rất là ngon ha. Rồi mời cả nhà cùng ăn chung cho vui nha. Món cơm mà lúc lắc nè, ngon Ben. Ngon phải không? Ok. Cái thịt ngon hơn cái chỗ Idenet. Cái cơm chiên ngon hơn mấy chỗ kia nữa. Ok. Ngon đúng không? Mẹ thấy 9/10. Ok, 9/10 ok. Cái cơm trắng cũng rất là ngon nè, cái gạo cơm trắng thì ngon ghê luôn. Cá kho cũng ngon ha. Lặn ngực hết luôn. Không còn cái gì nữa hết. Rất là ngon nha. Quán bây giờ là đông. Ăn xong rồi nha cả nhà. Quán Hương ăn cũng rất là ngon nha. Đồ ăn tươi, khẩu vị cũng giống như Việt Nam mình vậy đó. Bây giờ đi qua chợ Á Đông nha cả nhà. Hôm nay ngày lễ thành ra cũng ở đây cũng đông nghẹt luôn. Bây giờ là 1:15 mà cũng không có vẻ như không có chỗ đậu xe nha. À, không có chỗ đậu xe luôn. Đi chợ mua hết hai trăm chín 89 đồng. Đó. Cái mít này có 13 đồng ha. Cái mít này 13 đồng. Một xe luôn. Lâm Vân nè, chỗ để luôn. Mua chả cá nha cả nhà. Không có chỗ đậu xe. Ở đây đông quá cũng không có chỗ đậu xe ở bên chợ ABC luôn. Đi xuống đi, tụi bay đi vòng vòng đi. Đây. Rồi ghé tiệm Lâm Vân đây nha cả nhà. Thank you.
Cá thì ngon nha cả nhà. Rồi mua ra rồi nha cả nhà, mua chả cá. Rồi. Ở đây là khu chợ ABC chiều chủ nhật. Nước mía. Hồi nãy chắc nó ăn sầu huyết ấy, nó không có quen cái bụng nữa. Không còn, đừng uống rau má, uống nước mía thôi, mày uống rau má vô là mày banh tao lông mày luôn á nha. Ừ. Đã uống mì chưa? Mà đông lắm. Đâu mày thôi đi 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 đi, đi tìm chỗ uống cà phê hả? Uống cà phê hay sao nó uống cà phê về luôn hả? Ra ngồi chơi chút rồi về. Ok, một vòng. ABC chiều chủ nhật. Có không? Có nhà Ngọc Sương không? Ngọc Sương kìa, đó Ngọc Sương Sài Gòn quá. Ngọc Sương Sài Gòn chứ. Đây là khu Little Sài Gòn. Oh, Little Sài Gòn, welcome to Little Sài Gòn City of Garden Road. Because people kept sitting. Hả? Thành một cái city tour luôn hả? Có không? Có, nó có cà phê rồi nhớ không? Đó, TikTok cà phê rồi. Bây giờ nó dẹp rồi. Khách sạn Sài Gòn. Đây khu chợ Hòa Bình chiều chủ nhật. Trời ơi là trời. Đi đúng luôn cái sơ cổ ngày đó. Lễ tao nói cái sơ cổ. Ra là đông quá. Trời ơi tao đậu ở đây chỗ luôn đậu xe hả? Luôn. Không có chỗ đậu xe luôn nha. Thì vậy thôi chứ lý đồ Sài Gòn có mấy khu vậy đó, người ta cứ đi lại thôi. Mình đi cũng như người ta đi, thành ra là đông quá. Bây giờ ghé quán cà phê này uống nha cả nhà, uống chút xíu rồi đi về nhà. Kết thúc ngày nghỉ. Em uống cà phê. Chiều không uống cà phê. Uống bơ sầu riêng hả? Bé Lam mũ cơm. Ben xin tố bơ sầu riêng. Ba uống cái gì? Bơ sầu riêng. Ba bơ sầu riêng luôn hả? Hai đi bơ sầu riêng hả? Ok. Đây. Bơ sầu riêng 7 đồng. Ở đây có mũ cơm. Nghe mùi nha. Cái mũ chơm là bao nhiêu ta? Mũ chơm là 6 đồng. Rồi, bây giờ lại mua cái số cào nha cả nhà. Rồi, bây giờ mua cái nào? Mua. Để ta mua sao ta? Ồ. Này nó bị cong cong quẹo quẹo không chịu vô. Cái tiền mà nó bị cong là nó không có vô nha cả nhà. Rồi ok. Nó nổ. Nó. Why? Oh my god. Cho một tờ khác nó không có vô. Rồi bỏ vô 3 tờ. Rồi giờ nó kêu bấm. Bấm nút nào. Ừ.
dưới này. Rồi hôm nay nó có cái gì? Rồi bây giờ cào nha, cào nha. Xong luôn. Sao mà bắt nó lấy hết vậy? Rồi xong luôn. Rồi xong. Thua rồi nha, thấy khả năng là thua rồi nha. Oh. 500. Ồ, oh, trúng được 500 à. Ờ, oh, trúng được có 500 à. 500 gì? Rồi bấm tiếp đi bạn. Anh nói vui rồi. Thôi đi bên cào tiếp đi bạn. Trúng này trúng sao ba? Này sao trúng ta? Fry, fry. 5 ngàn. Cái gì hai cào đi ha. Số đây bơ ra rồi nha. Mắc à, ly bơ này 7 đồng. Và trong quán nước mía bán đem đi mà bán mắc quá. Ra tới đầu làm. Ở đây cũng có mũ chơm nha cả nhà, mũ chơm hạt khé. Nói chung ở đây ở Mỹ giờ đầy đủ không thiếu cái gì hết nha. Da ua đá. Ben xin tô bơ ngon không Ben? Xin tô bơ sầu riêng ngon không Ben? Xin tô bơ sầu riêng ngon không? Ngon lắm. Ngon ha. Cái dây số này nó khó chơi ghê luôn cả nhà. Đây cái số này của mình nè, đó, nó cho mình một dãy số nè. Bây giờ mình kiếm trong cái đoạn này, đi từ đây xuống đây coi cái dãy số của mình nó liên tục đó, thì mình được đúng mấy thắng nha cả nhà. Mà đi cái này không có đi tới đầu tiên đến đây là thiếu một cái số này khô nha, không có thắng, không có ăn được. Đây giống chơi gì này cả nhà, đó cái dãy số của mình mà đi liên tục vậy nè, đó thì mình mới thắng nha. Mà của mình đó, mình đi tới đây thôi, còn cái cuối cùng không có, thua nha. Hết 3 đồng. Ở đây tất cả các bảng hiệu là bằng tiếng Việt luôn ha, tiếng Việt, tiếng Anh luôn. Ở khu người Việt là không cần nói tiếng Anh luôn. Anh nhà có ai biết những địa điểm ăn uống vui chơi ở khu người Việt thì nhớ comment giới thiệu cho mình biết nữa nha. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà cùng đồng hành. Hẹn gặp cả nhà lần sau. Tạm biệt. Bye bye.